Nếu mà bạn đang thất tình, bạn có ba con bạn là một con Bảo Bình, một con Thiên Bình và một con Song Tử. Cái bạn đến bạn kêu nó: mày ơi, tao thất tình rồi. Thì cái biểu cảm của từng đứa sẽ là như thế này ha. Xin chào tất cả mọi người, lại là Dear đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm Sự cùng người lạ Tarot. Ok, một tuần nữa đã trôi qua rồi và đi lại ngồi đây với các bạn đây. Và ngày hôm nay vẫn như mọi khi, đó chính là một tập linh tinh chuyện tâm linh. Mọi người đừng có thắc mắc là sao bữa nay mặt tôi xinh xinh đỏ đỏ trẻ nhỏ nó mừng. Tại hôm nay là lúc đầu định đó là làm một bên xanh một bên đỏ, rồi xong làm như là tinh linh thần thú rồi đó mọi người. Sau rồi làm xong cái tôi như con quỷ luôn trời. Nhìn như con mấy con yêu nhìn nhợ vậy nè mọi người nhìn kỹ. À, trời ơi nè, nhìn như yêu nhìn nhợ. Khổ, nói chung là có bao nhiêu cái tài năng, có bao nhiêu cái khủng khiếp về make up là tôi đã up lên cái mặt tôi hết rồi đó. Bao nhiêu phấn màu giờ tôi up lên mặt tôi hết rồi đó. Tôi chỉ mong là ngày hôm nay cái clip này sẽ khiến cho mọi người cảm thấy vui. Và những cái thông tin mà đi đưa cho mọi người sẽ cảm thấy nó thú vị. Đây, để cho mọi người chiêm ngưỡng cho nó kỹ càng lại chút xíu đó. Chưa? Ok, để nhìn như chuẩn bị mà mình đi bay lắc á, mình đi sung sinh á. Nói vậy thôi chứ tôi không biết bay lắc là gì đâu mọi người. Ok, như cái tiêu đề thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về các cái chòm sao trong 12 cung hoàng đạo của phương Tây. Và nhất là những cái sự ảnh hưởng của nó trong một cái ván bài Tarot, hay là gọi cái sự tồn tại của nó trong một cái ván bài Tarot, trong một cái cổ bài Tarot thì nó đúng hơn. Ok, vậy thì trước khi mà chúng ta bắt đầu cái tập của ngày hôm nay thì đi cũng nhắc trước luôn. Bởi vì những cái thông tin mà đi đưa cho mọi người ở đây á, là những cái điều giống như vậy, giống như là tôi biết sao tôi nói như vậy, tôi hiểu sao tôi kể như vậy. Cho nên rằng là đôi khi nó sẽ không có thật sự chính xác và nó còn bị thiếu chỗ này thiếu chỗ kia. Thì mọi người có thể bổ sung thêm cho đi ở phía dưới phần bình luận nha. Và mọi người nhớ xem hết cái video này nha, bởi vì cuối video này đi sẽ có một cái phần quà nho nhỏ đó. Ok, còn bây giờ thì mọi người bắt đầu thôi. Ok, để bắt đầu thì chúng ta cần phải hiểu được rằng là 12 cung hoàng đạo là cái gì và nó ra sao. Thì các bạn có thể nhìn thấy một cách rất là rõ ràng, và thì thường là con người họ sẽ dùng một cái vật nào đó hoặc một cái tính chất nào đó để đại diện cho một khoảng thời gian, hoặc đại diện cho một cái chu kỳ sống nào đó trong một cái thời gian nào đó, để người ta ấn định rằng là trong cái khoảng thời gian đó những cái con người sinh ra thì họ sẽ mang những đặc tính nhất định. Ví dụ đi ha, ví dụ là ở phương Đông chúng ta nè thì sẽ có là 12 can chi, là gồm Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, đúng không mọi người? Và ở một số cái nền văn hóa khác, mà nền văn hóa phương Đông thì họ cũng có những cái con giáp tương tự như thế. Thì bên phương Tây họ cũng chẳng khác gì chúng ta, họ có cho mình 12 chòm sao. Nhưng mà thực chất ra là không phải chỉ có 12 chòm sao đâu, nó có hơn 12 chòm sao, gọi là rất là nhiều chòm sao thiên đàng luôn. Nhưng trong những cái chòm sao đó thì người ta lấy ra 12 chòm sao đại diện cho 12 khoảng thời gian trong một năm. Và những cái người sinh ra ở dưới những chòm sao này, tức là sinh ra ở trong cái khoảng thời gian đó, họ sẽ có cái cá tính giống như thế, mang cá tính đặc trưng như thế. Ok, về cái mặt chòm sao này thì Điên cũng sẽ nói thêm, mỗi con người chúng ta thì thường được đại diện bởi một cái chòm sao chính thống. Người ta gọi đây gọi là cái sun sign của mọi người, tức là một cái mặt, cái chòm sao mặt trời. Nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều các chòm sao khác nữa, ví dụ như là moon sign, rồi cung mặt trăng, moon sign là cung mặt trăng đó, cung sao thổ, sao kim, sao mộc, sao hỏa, sao diêm dương, sao nhí, sao kỳ tài, thách thức, kỳ thú đó, nói chung là sao tùm lum sao đó. Nói chung là sẽ có rất là nhiều ngôi sao khác chi phối một cuộc đời của bạn. Cho nên là các bạn phải hiểu được rằng là không phải chỉ có một cung hoàng đạo đại diện cho bạn. Cái điều này nó giải thích qua một số cái hiện tượng, là nếu mà các bạn đôi khi các bạn chú ý thấy là đôi lúc có một số cái thông tin nó được ghi dành cho cái cung hoàng đạo, ví dụ như cung của đi là cung Thiên Bình ha, dành cho cung Thiên Bình, nhưng mà đi đọc vô đi cảm thấy là nó không phải là cung của mình, mà đi đọc một cái cung khác hơn thì đi lại cảm thấy wow, cái cung này nó giống cái cá tính của mình quá này nè, vậy đó phải đĩ thoảng gì đó mới giống cái cá tính của mình. Thì đó, đó là lý do tại sao mà chúng ta là đôi khi phát hiện những cái điểm trùng khớp của chúng ta ở một số cung hoàng đạo khác. Thì bởi vì một con người chúng ta thì được điều chỉnh hoặc là được chi phối bởi đồng đều cả 12 chòm sao khác nhau. Ok, và đôi khi là các bạn sẽ có 2-3 chòm sao lặp lại trong chính bản thân bạn nữa. Có nghĩa là ở bạn có cái chòm sao là một cái chòm sao nổi trội. Còn cái cung mặt trời nó chỉ nói là được là cái ngày sinh của bạn và cái cá tính thực tiễn, cái cá tính thể hiện ở bên ngoài của bạn mà thôi. Trời mẹ ơi, tức quá đi thiệt á, đang quay mà hắt xì mọi người. Ok, nên mọi người đã nắm rõ được phần này chưa? Đó, thì
các dòng sao nó đơn giản vậy thôi. Thì các dòng sao đã được nghiên cứu từ xưa đến nay rồi, nhất là ở trong cái môn astrology. Và ở trong tarot thì cũng có cái việc rằng là người ta ứng dụng 12 dòng sao vào trong tarot. Thông qua 12 dòng sao thì người ta có thể biết được rằng là người đó là người có cá tính như thế nào nè, và cái sự kiện, sự việc đó xảy ra khi nào, thời gian lúc đó là như thế nào. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tiến hành nghiên cứu sâu hơn về 12 chòm sao. Và như các bạn cũng biết á, 12 chòm sao thì được chia thành 4 nhà, cũng như 4 nhà ở trong tarot đó là lửa, đất, khí, nước á, thì 12 chòm sao cũng được chia theo như thế, lửa, đất, khí, nước. Và lửa, đất, khí, nước nó sẽ đi theo từng tuần tự như thế này. Ở cung lửa chúng ta có Bạch Dương, Sư Tử và con Nhân Mã. Ở cung đất chúng ta có Kim Ngưu, Sử Nữ và Ma Kết. Ở cung khí chúng ta có Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình. Cuối cùng là ở cung nước chúng ta có Cự Giải nè, Bọ Cạp hay còn gọi là Thần Năm hay còn gọi là Thiên Yết nữa. Rồi, và con cuối cùng là con Song Ngư. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến với từng cung thôi nào. Ok, ta ra. Đầu tiên chúng ta có cung lửa. Cung lửa thì như hồi nãy đi có nói á, cung lửa sẽ gồm những cung như là Sư Tử nè, Bạch Dương và cuối cùng đó là cung Nhân Mã. Chuyện cái con này tại sao mà tôi không nhớ đâu ngoài á. Thì thường nhắc tới cung lửa mọi người nhớ tới cái gì? Cung lửa là phải có sức nóng đúng không? Ok, lửa bên cạnh là sức nóng thì người ta còn hiểu đó là nhiệt huyết nè, sự sáng tạo nè, sự sống nè, ấm áp nè, niềm tin chiến thắng nè, bồng bột nè, nhanh chóng nè, hối hả, hấp tấp, cứng đầu. Ok không? Đó là những cái đặc tính của lửa. Rằng người ta nhiệt thành nữa đó, nói chung là vừa tích cực vừa tiêu cực luôn đó mọi người. Thì từng cái cung hoàng đạo đi, sẽ nói ra từng cung hoàng đạo nha. Đầu tiên đó là cung Dương Cưu hay còn gọi là cung Bạch Dương. Dương Cưu nha mọi người, đó là Dương Cưu chứ không phải là Dương Cưu đâu đây nha mọi người. Đó là Dương Cưu, mình phải là Cưu. Dương Cưu đó là cung Bạch Dương. Thì cung Bạch Dương, lá bài đại diện cho cung Bạch Dương ở trong tarot đó, trong bộ ấn chính á, đó chính là lá The Emperor. Tức là ở trong bộ ấn phụ nó vẫn có một số cái lá bài về 12 cung hoàng đạo nữa, nhưng mà đi sẽ đề cập trong cái clip khác. Trong clip này thì đi sẽ đề cập những cái lá trong bộ ấn chính mà thôi. Thì đầu tiên với lá The Emperor, chúng ta đại diện cho cung Aries, cung Bạch Dương. Thì cung Bạch Dương là những người sinh ra và làm chủ ở trong cái khối đại diện là khối tháng 4. Khối tháng 4 nha mọi người. Thì mọi người có thể xem chi tiết hơn ở một số cái trang astrology khác, hoặc là đi sẽ cập nhật ở xuống phía dưới ở trong cái phần description á, để cho mọi người có thể tra cứu được cái ngày sinh của mọi người ở phía dưới luôn. Cho bạn nào không nhớ. Rồi, quay lại thì cung Bạch Dương là một cái cung rất là cứng đầu. Nhìn cái con cừu thôi mọi người biết á, họ có một cái nhiệt huyết nhất định và họ cũng là một cái đứa trẻ rất là giàu năng lượng. Họ luôn luôn có một cái nguồn năng lượng không ngừng nghỉ chảy trong người của họ. Bạch Dương có một cái gì đó hơi đi phải sử dụng cái từ đó, hơi tự cao, nói là hơi thái quá, nó hơi nóng nảy thái quá. Nên Bạch Dương sẽ có một cái đức tính tốt là Bạch Dương rất thích đi chinh phục người khác. Và một khi Bạch Dương đã nghĩa tới bạn rồi thì bạn xác định đi, Bạch Dương sẽ phải có bạn. Ok, cung tiếp theo trong hệ lửa đó chính là cung Sư Tử. Nhắc đến cung Sư Tử thì chúng ta có lá Strength. Last Strength, ok không? Last Strength này á, đi có sẽ để hình ở đây nha. Last Strength thì nó đại diện cho tầm cái cung vào cung của tháng 8. Cung của tháng 8. Đi biết rằng là sẽ có những cái bạn sinh tổng khoảng từ tháng 7 qua tháng 8 thì đó vẫn là thuộc cung Sư Tử. Thì như nãy đi có nói, đi sẽ để cái link ở dưới thì mọi người, đi sẽ có ghi ở dưới. Nên mọi người cứ xuống dưới đó mà tra khảo nha. Rồi, quay lại. Cung Sư Tử thì là những người cung như thế nào ạ? Cung Sư Tử chúng ta thường nhìn họ theo một kiểu họ rất là oai phong lẫm liệt nè. Sư Tử thường là chúa sơn lâm cho nên là họ rất là biết cách làm chủ bản thân của họ. Và họ, nếu mà đưa cho họ cái trọng trách làm trưởng nhóm hoặc là làm boss thì cũng ok. Nói chung là họ có cái đức tính của sự lãnh đạo rất tốt. Bên cạnh đó là Sư Tử có một cái sự điềm đạm hơn Bạch Dương nhiều. Nhìn Bạch Dương tưởng là con dê hiền lành nhưng không. Nhưng không, tụi nó rất là hiếu chiến. Bạch Dương thì hiếu chiến nhưng còn Sư Tử thì có điềm đạm hơn. Nếu các bạn nhìn thấy những con Sư Tử á, trước khi nó muốn ăn thịt con mồi nó sẽ phục sẵn. Nó sẽ phục sẵn, nó nhìn, nó giáo giác, nó nhìn. Cái nó tới, cái nó ăn thịt. Còn con cừu nó không có rồi bạn. Nó muốn cái gì là nó đưa đầu nè, nó đưa đầu cho người ta, đưa cái đầu máu ra để cho tao quánh, coi điên không, tức không. Con cái riết là dạy dạo dạy dỗ không có được gì hết trơn. Đó, quay lại tiếp theo, tới cái cung tiếp theo của bộ lửa. Đó chính là cung Nhân Mã. Ok, cung Nhân Mã thì làm chủ trong của tháng 12. Cái cung Nhân Mã này á, các bạn nhìn thấy á, Nhân Mã là những con người cầm cung đúng không? Lơ lơ lệnh đệnh. Nhân Mã nhìn bên ngoài á, thì họ có vẻ là những con người chậm chạp, những con người có vẻ là hơi thiếu muối, những con người có vẻ là hơi ù lì và họ có vấn đề về tình, về cảm xúc á. Nhưng mà thực chất là bên trong Nhân Mã là những ngọn lửa rực cháy. Họ là những người rất tốt bụng, họ cũng tốt bụng nhưng không phải là tốt bụng theo kiểu của cung đất là cho một cách thái quá, cho đi một cách thái quá mà không cần nhận lại, không có.
cung nhân mã thì kiểu là họ tốt bụng, họ thân thiện, họ nice sừ á mọi người. Nhưng mà cái sự nice sừ của nhân mã là sự nice sừ có chọn lọc nha mọi người. Họ nice một cách chọn lọc, tức là họ thích nice với ai là họ nice. Còn một khi mà họ không thích ai thì don't touch me, ok, đừng đụng giúp tôi. Kiểu giống vậy đó, là nó rất là chảnh luôn. Và thêm nữa là cung nhân mã, đó lý do tại sao lại gọi là cung nhân mã. Thêm nữa là họ rất là ưa cái việc là đi đi lại lại. Họ cũng rất yêu cái việc là du lịch du ơn. Đó, họ cũng rất là thích di chuyển. Nhưng mà nhân mã bị một cái là họ rất yếu về phần tâm lý của bản thân họ. Nên đa số cung nhân mã, các bạn sẽ nhìn thấy được đó, bản thân của họ là những cái người rất là rụt rè nè. Rồi bản thân của họ là những người không giỏi thể hiện cá tính của mình ra bên ngoài nữa. Mãi cho đến khi bạn phải hiểu được cái cung nhân mã đó, hoặc là mãi cho đến khi bạn phải tiếp xúc gần với nhân mã đó, thì bạn mới cảm thấy là nhân mã rất là thú vị đây. Và nãy quên nữa, nhân mã, một cái lá bài đại diện cho nhân mã trong bộ ẩn chính đó chính là lá Temperance. Lá Temperance là đại diện cho cung nhân mã. Và nhớ là cung nhân mã là cung lửa nha. Ok, ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với bộ cung đất. Cung đất thì gồm những ai ạ? Cung đất thì gồm Kim Ngưu nè. Đầu tiên chúng ta đến với Kim Ngưu làm chủ của tháng 5. Kim Ngưu thì lá bài đại diện cho lá bài đại diện cho cung Kim Ngưu đó chính là lá The Hierophant. Lá The Hierophant thì cái lá này á, nó có cái con cung Kim Ngưu này á, nó là một cái người sao mọi người. Bây giờ đi chỉ cho mọi người một cách để mà học về cá tính 12 cung hoàng đạo à. Hở con nào mà nó có sừng là mọi người cứ nói cho đi, đó chính là những con cứng đầu. Đầu tiên Kim Ngưu cực kỳ cứng đầu và sáng sỏi. Nói chung là Kim Ngưu là những con người rất là có cái sự bình ổn. Họ cứng đầu nhưng mà không có nông nổi như cái con Bạch Dương trước đó. Nói chung là cũng là thú nuôi trang trại, nhưng mà nói chung là con nào nó hăng hơn thì bạn nhìn bạn biết đó, mấy con cừu nó ồn lắm. Còn mấy con bò thì có vẻ nó chậm rãi hơn. Ok. Đó. Rồi, quay lại với cung Kim Ngưu. Cung Kim Ngưu là những người cực kỳ phù hợp cho những cái chức vụ giống như là kế toán nè, kiểm toán nè, thủ quỹ nè, bởi vì họ rất là chân thành và thêm nữa là họ rất là thẳng thật. Và đôi khi thì hơi cục xúc một chút xíu, bởi vì cái sự thẳng của cung Kim Ngưu đôi khi sẽ làm cho người ta cảm thấy là thẳng tính thái quá. Và đôi khi mày có bị vô duyên không dạ? Đó thì kiểu giống vậy. Nhưng mà cung Kim Ngưu, nếu mà bạn nào đang là có bồ bịch người yêu là cung Kim Ngưu thì congratulations bạn, bởi vì bạn đang có một lợi thế thì cũng có một cái điều không có lợi thế cho lắm. Cái điều không lợi thế cho bạn á, đó chính là cái gì? Cung Kim Ngưu rất là dữ. Dữ thì nghĩa là bạn đừng có chọc tới nó. Bạn mà chọc tới cung Kim Ngưu đi, nó sẽ hút bay bạn. Nói chung là cung Kim Ngưu nó rất là khủng khiếp. Bạn đừng có chọc đến cung Kim Ngưu để cho nó nổi nóng nha. Nó mà nổi nóng xong nó sẽ như một con Red Bull á, như một con Mad Bull, một con bò điên á, bò mỏng á, nó điên lên nó sẽ hút bạn chết. Còn bình thường thì nếu bạn có một người yêu thuộc chòm sao Kim Ngưu thì wow, họ là những người cực kỳ trung thủy. Nhưng bên cạnh đó, những người thuộc hệ cung đất á, họ cũng là những cái con người mặc dù đôi chút có phần là hơi thực tế, cũng như đôi chút có gì đó hơi cục mịch, đôi chút có gì hơi thẳng tính, nhưng mà họ thật sự là tốt bụng và rộng rãi đó. Ok, để coi tiếp theo của cung đất, đó chính là cung Sử Nữ. Cung Sử Nữ đây là cái con mà đi cảm thấy cũng không thích cho lắm. Sorry những bạn Sử Nữ nha, nhưng mà bởi vì đi không thích một cái ở Sử Nữ, cái đó nó tồn tại trong đi luôn, đó chính là sự định kiến. Sử Nữ đôi khi bị định kiến á mọi người. Sử Nữ đại diện cho lá The Hermit trong Tarot. Và lá của và cái con Sử Nữ này á, nó bị một cái là sự định kiến. Sử Nữ định kiến rất nhiều, hay chúng ta có thể là định kiến vãi cả luộn. Đó, rất là định kiến luôn. Thêm một cái là Sử Nữ bị một cái là bị tiểu tiết chi ly, bị nói chung là bị xoay mói, bị ưa tiểu tiết. Sử Nữ là một người rất là kỹ tính, kỹ càng, cầu toàn. Đúng rồi, ta phải dùng cái chữ là cầu toàn cho những con Sử Nữ. Và các bạn bị một cái là một khi bạn đã ghét ai rồi á, nó có làm điều tốt đẹp gì trước mặt của bạn á, cũng sẽ không thay đổi được cái mindset của bạn. Những bạn Sử Nữ, thú thật đi. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với cung đất tiếp, đó chính là cung Marcus. Ok, đây là một cái cung mà Đi rất là thích luôn, bởi vì là bạn thân của Đi á, rất nhiều người thuộc cung Marcus. Wow, cung Marcus rất thú vị, bởi vì một trong những cái tính cách nổi trội của Marcus là tính cách của Marcus rất là hào phóng, hành hiệp trượng nghĩa nè. Nên đôi khi các bạn chơi với những người Marcus, bạn cứ cảm thấy giống như nó như má, như mẹ, như đàn anh, đàn chị gì á. Có chuyện gì mà đụng tới bạn một cái nó sẽ đứng lên bảo vệ cho bạn, sắp lá cà với tất cả những đứa nào mà dám đụng vô bạn luôn á. Ok, tiếp theo thì cung Marcus bị một cái đức tính nó không được hay cho lắm. Các bạn nên nhớ, Marcus là một cung có sừng. Thì theo quy luật, những con nào có sừng thì đứa đó cứng đầu. Thì Marcus siêu cứng đầu siêu nha bạn. Nó rất cứng đầu. Marcus là những người cứng đầu, họ có cá tính. Marcus là những người rất có cá tính luôn. Nên như thế, họ có cái sự cứng đầu của họ. Họ cứng rắn và đôi khi á, họ rất là khó để chấp nhận cái sự sai của bản thân. Marcus á, đây ai Marcus comment xuống dưới phía đây cho tôi, không biết có đúng cái này không. Nhưng mà thường á, tất cả Marcus sẽ có chung một cái cá tính, đó là không có thích người khác chỉ ra lỗi sai và ít khi nhận lỗi sai của bản thân mình. Có thể Marcus biết rằng cái điều đó là mình đang làm sai á, nhưng mà ok,
Chị sai đó thì sao? Nói chung là các em đừng đụng tới chị. Chị biết chị sai là đủ rồi. Các em không cần phải mẹ nheo như vậy. Đó, đó chính là cá tính của những con ma kết luôn. Nói chung, ma kết không có thích người ta chạm vô cái khuyết điểm của bản thân mình. Và ma kết là những người rất là tự ti về khuyết điểm bản thân mình, nhưng luôn luôn thể hiện ra là oh no, chị rất là perfect nha, chị rất là hoàn hảo nha các bạn ơi. Đó, thì kiểu gì đó. Và cung ma kết đại diện ở trong lá bài ẩn chính của tarot đó chính là lá The Devil. Ok, tiếp theo chúng ta tới lá bài cung khí. Ok, các cung hoàng đạo cung khí đó chính là những cung của đia. À, trong đó đia là con thiên bình. Ok, nếu mà nhắc đến cung khí thì chúng ta sẽ có cung song tử đại diện bởi lá The Lover. Nghe song tử là biết hai mặt rồi đó các bạn. Nói chung á, song tử có một cái đức tính rất là hay, đó là các bạn đó có cái tính hoạt ngôn, bạn đó rất là hài hước, bạn nói chuyện cũng rất là hay luôn. Bạn nói chung là bạn có thể một miệng bạn mà cãi lại hết nguyên cái chợ luôn. Và bạn cũng rất là nhiệt huyết, bạn như một đứa con nít á, bạn như một đứa trẻ á. Và cái năng lượng trẻ đó của bạn á, nó vẫn luôn bên trong. Tuy nhiên mà tuy nhiên song tử bị một cái đó là song tử đôi khi song tử không thể tự mình vực mình ra khỏi cái ám ảnh của bản thân. Và đôi khi song tử cứ bị tự ti bản thân một cái kiểu gì á. Ok, và cái tuổi song tử này bị thêm một cái nữa mọi người, mặt bên ngoài là như thế này nhưng mặt bên trong là như thế khác, là những con người rất là yếu ớt và dễ bị tổn thương. Nói chung là trời ơi, nói chung là miệng của mấy mẹ song tử là như hàng tôm hàng cá, nhưng thiệt là tâm hồn thì như thi sĩ mọi người, rất là mỏng manh, rất là dễ bị chạm và rất là dễ bị xúc động đó. Chúng ta đến cung tiếp theo là cung thiên bình đại diện bởi lá Justic. Ok, cung thiên bình đại diện bởi lá Justic ở đây thì chúng ta có thể thấy được một vài lý do như thế này. Đầu tiên nó có cán cân đó, thiên bình sự công bằng. Nhắc tới thiên bình là nhắc tới sự công bằng, có đúng không? Không, nhắc tới thiên bình là phải nói tới sự lấp lửng. Thiên bình là những con người cực kỳ lấp lửng trong lý trí. Các bạn đừng nói là bạn công bằng nha, không có. Thiên bình rất là cảm xúc trong việc xử lý tình huống và công việc luôn á. Trừ phi những cái thiên bình đó bạn phải có một cái moon sign đặc biệt, ví dụ như là đia, moon sign của đia là moon sign của cung Marcus, cho nên là một phần nào đó đi cũng khá là lý trí, mặc dù đi là cung thiên bình đó. Nhưng mà một trong những lỗi của cung thiên bình nó nằm ở đây, là một cái những cái điểm xấu của cung thiên bình đó nha, đó là giỏi chuyện của người khác nhưng đến cái chuyện của mình á thì không bao giờ làm được hết. Người ta còn gọi là ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng đấy cháu ạ. Đó, chính xác luôn, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng chính là thiên bình. Còn thêm vào đó nữa, ngoài cái chuyện ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thì chúng ta còn có thấy được một cái chuyện nữa, đó là gì ạ? Thì cung thiên bình là một cái cung rất giỏi trong việc giao tiếp. Và có thể á, cung thiên bình, nếu bạn nhìn đó nha, bạn nhìn bên ngoài thì cung thiên bình rất là trau chuốt, chỉnh chu. Họ là những cái con người luôn luôn muốn rằng là sự hoàn hảo, perfect, sự cân bằng, thánh thiện. Và thiên bình được một cái rất là giỏi là thiên bình luôn luôn để cho mọi người nghĩ mình tốt. Thiên bình rất là biết cách để mị người khác. Và thiên bình là một người rất là bình tĩnh trước những cái câu chuyện cần cái sự giải quyết của người khác, nhưng trong câu chuyện của mình thì hay lúng túng lắm. Thiên bình sẽ phân tích cho bạn từ A đến Z, từ chi tiết nhỏ nhất tới chi tiết lớn nhất, từ những ẩn dụ cho đến những so sánh. Nói chung là ai mà thiên bình học văn thì chắc nghĩa là bạn không dở đâu, bạn cũng có đạt một cái điểm khá giỏi trong môn văn đấy. Tiếp tục, cái cung cuối cùng của cung khí á, đó chính là cung Aquarius, cung bảo bình. Cung bảo bình, là một cái cung mà đi cũng thấy là thú vị. Bởi vì bảo bình á, cái cảm xúc của bảo bình rất là nhiều, và bảo bình bị nương theo cảm xúc. Những cái người thuộc cung bảo bình đó thường là họ sẽ sống theo cảm xúc nhiều. Ví dụ nha, trong một cái mối tình yêu đương, bảo bình thường nếu mà chán rồi là bảo bình sẽ bỏ bạn liền á, không lý do đâu. Bảo bình sẽ thường không có vì nghĩa hay gì hết. Nên á, thường những cái người mà cung bảo bình sống với bạn á, họ rất cố gắng cho cái việc rằng là luôn luôn tạo ra những cái niềm vui trong cuộc sống nè, luôn luôn tạo cho bạn những cái động lực, luôn luôn tạo cho bạn những cái gọi là thú vị mới mẻ trong cái cuộc tình của bạn với họ. Bởi vì một khi mà bảo bình cảm thấy là bạn hết vui rồi đó là ok, goodbye and never see you again, farewell luôn mọi người, vĩnh biệt luôn. Ok, đó chính là những người thuộc cung bảo bình. Bên cạnh đó, bảo bình một cái tính là bảo bình hơi vị kỷ. Vị kỷ là một cái cấp độ nó cá nhân hóa hơn của cái sự ích kỷ, và nó đỡ đỡ hơn cái sự ích kỷ một chút xíu. Là bảo bình theo kiểu là cũng nghĩ theo cái hướng là trời không gì mình thì trời chu đất, người không gì mình thì trời chu đất diệt á. Một cái câu chuyện nhẹ nhẹ dễ dàng xinh xinh ở trong cái bộ cung khí đó chính là nếu mà bạn đang thất tình, bạn có ba con bạn là một con bảo bình, một con thiên bình và một con song tử, cái bạn đến bạn kêu nó: "Mày ơi, tao thất tình rồi." Thì cái biểu cảm của từng đứa sẽ là như thế này ha. Đầu tiên đó chính là bạn song tử: "Cái gì? Thất tình à? Tao đã nói với mày trước là mày đừng có đi theo cái thằng đó, nó không tốt đâu. Mày xứng đáng bởi vì mày đã cãi lời tao. Một con quỷ hám trai."
Đó, nó sẽ là như vậy đó các bạn, là con song tử. Nhưng mà bạn nói câu này với con thiên bình: thiên bình ơi, tao thất tình rồi. Thì thiên bình sẽ biểu cảm là: thôi không sao đâu, tao hiểu hết mà, thì tao cũng đã khuyên mày trước đó rồi đó, thôi tự mày làm tự mày chịu thôi, biết sao bây giờ. Tao cũng đã phân tích cho mày thấy là cái bạn đó đó, bạn đó tốt nhưng không có xứng đáng với mày. Mày xứng đáng được nhiều hơn như thế. Tao nghĩ là bây giờ mày nên có dành thời gian riêng cho bản thân mình để ổn lại. Đó, đó chính là thiên bình. Nên sẽ ngồi phân tích cho bạn từ trên trời dưới đất. Nó sẽ không bao giờ quát thẳng vô mặt bạn hay là ngồi khóc cùng bạn đâu. Nhưng mà nó sẽ là một bậc thầy cho cái việc để cho bạn nhìn thấy sự thật. Mà đôi khi sự thật thì hơi thảm thương. Rồi, tiếp tục. Và bạn cũng vẫn nói cái câu đó đối với con Bảo Bình: Bảo Bình ơi, tao thất tình rồi. Bạn biết nó sẽ trả lời như thế nào hay không? Chuẩn bị, Bảo Bình vô mút à. Mày nói sao? Mày nói sao? Mày thất tình rồi hả? Tao thương mày quá à. Tao bạn của mày mà tao không có giúp được gì cho mày hết trơn á. Mày có đau lòng lắm không? Đó, cái nó ngồi nó khóc chung bạn luôn. Đó chính là cái phản ứng của ba con cung khí luôn á mọi người. Một con sẽ ngồi quát nạt, một con sẽ ngồi phân tích và một con sẽ ngồi khóc cùng bạn. Cho nên rằng là đó, đó chính là cá tính của ba cái con này. Cho nên nếu mà các bạn có ba đứa bạn mà thuộc cái ba cái cung này luôn thì đừng bao giờ hẹn ba đứa nói chung một lúc ngay lúc mà bạn đang thất tình, bởi vì bạn không muốn nghe tụi nó kêu gào đâu. Ok, đến cái chòm cung cuối cùng, đó chính là những chòm cung thuộc nguyên tố nước. Đầu tiên chúng ta phải hiểu được nguyên tố nước là những cái đứa chảy nước, những đứa sống tình cảm, những đứa mè nheo, những đứa ỏng ẻo, những đứa chảy nước. Chúng ta phải cần phải nói là tụi nó là những đứa chảy nước. Cung đầu tiên chúng ta nhắc đến đó chính là cung cự giải. Nghe đến cự giải chúng ta sẽ biết đó là một con cua luôn á mọi người. Ok, quên, hồi nãy đi quên nhắc một cái là hình như là cung Bảo Bình đi chưa nói đến cái lá đại diện cho cung Bảo Bình. Bây giờ đi nhắc lại nha, lá đại diện cho cung Bảo Bình đó chính là lá The Star. Ok, bây giờ chúng ta quay lại nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cung cự giải. Thì cung cự giải được đại diện bởi lá ẩn chính đó chính là lá The Chariot. Ok, thì cung cự giải chúng ta biết đó là một con cua gì? Cua ngang ngược, cua bò ngang chứ không bò thẳng bao giờ hết trơn. Nó không bao giờ tiến tới bây giờ. Nên những người thuộc cung cự giải thì đôi khi cái cá tính họ hơi ngang tàn, hóng hách một chút xíu. Cái sự hóng hách của họ thì đôi khi bạn sẽ cảm thấy họ hơi khoa trương, đôi khi họ hơi thể hiện, nhưng mà thực sự là bạn nhìn thấy họ không đến mức như vậy. Nhưng mà bạn đừng có lo, bởi vì cự giải là những cái bạn cực kỳ tình cảm. Có thể bên ngoài bạn nhìn thấy là họ là những người rất là dữ tợn, nhưng mà thực ra là bạn cũng biết mấy con cua rồi đó, bạn chỉ cần hù cái là nó chạy liền á mà. Cho nên đó, cự giải là những đứa hơi sốc nổi một chút xíu, sốc nổi trong cảm xúc một chút xíu, nhưng mà tụi nó rất là mong manh và dễ vỡ, đụng cái chuyện gì là cũng khóc lóc than thương hết trơn á. Tội nghiệp. Thêm vào đó nữa là cự giải là những cái con người rất là suy nghĩ đến cho gia đình. Tuy nhiên cái cách suy nghĩ cho gia đình của cự giải không phải lúc nào cũng là như một đứa con ngoan trò giỏi 24/24 ở trong nhà, không có. Cự giải sẽ có cái cách tự lập riêng của mình, và từ đó cự giải nghĩ rằng là cái sự tự lập đó của cự giải chính là cái cách mà cự giải quan tâm đến gia đình của mình, đó là không để cho họ phải lo lắng gì mình. Rồi, cái cung tiếp theo chúng ta đó chính là cung thần nông thiên yết, hay là cung bọ cạp, quá trời tơ luôn. Nói chung đó là con Scorpio, và nó có lá đại diện trong lá của bộ ấn chính, đó chính là lá death, lá cái chết, lá death. Ok, cái lá cái chết này, chúng ta quay lại với cái lá của con cung bọ cạp. Thì chúng ta biết rằng á là những người thuộc cung bọ cạp là những cái người rất là tình cảm, nhưng mà đôi khi họ bị đàn anh đàn chị, họ bị bảo bê theo kiểu là hơi mù quáng, họ bị che chở theo kiểu hơi mù quáng. Bây giờ mà bạn thân với nó thử coi, thân với mấy đứa mà bọ cạp thử coi, bạn có làm sai nó cũng nói bạn đúng nữa. Đứa nào đụng tới bạn hả, nó sắp lá cà cho bạn coi. Nói chung là nó sẽ binh vực bạn hết cỡ. Nên bạn đừng lo lắng khi mà bạn đã có những cái con nào mà gọi là bạn bè, bạn thân chí cốt mà là cung bọ cạp. Ok, tiếp theo chúng ta có đó chính là cung song ngư. Song ngư, lá của cung song ngư đại diện đó chính là lá The Moon. Và vâng, xin thưa, nó cũng giống như cái mặt trăng luôn, lừa dối. Nói chung là không phải tôi căm ghét gì với cung song ngư nha, nhưng bị một cái là tôi không có thiện cảm với cung song ngư mọi người. Sorry, nhưng mà tôi cảm thấy như là cung song ngư nó bị cảm xúc quá.
cung song ngư bị cảm xúc thái quá. Một số song ngư thì cảm xúc theo kiểu là bị tăng động, còn một số song ngư á, cảm xúc theo kiểu là ù lì, cảm xúc theo kiểu là cả thế giới đều chống đối nó, rồi nó một mình chống đối cả thế giới, rồi nói chung là thu lưu một mình, luôn luôn nghĩ mình cô đơn đó. Một số cung song ngư sẽ như thế, và cung song ngư là một trong những cung rất là hay dối lòng, rất hay dối lòng nha, bởi vì các bạn rất là sợ sự tổn thương nên các bạn rất hay dối lòng, cũng như là bạn rất là khó để đưa ra lựa chọn cho bản thân mình, cho nên là bạn hơi mù mờ, bạn hơi mịt mờ trong một số các lựa chọn của bạn, và để người khác hiểu bạn á cũng là một cái bài toán vô cùng khó khăn. Ok, tiếp theo cái cung song ngư này thì chúng ta sẽ bàn sơ qua về một số cái thứ người ta gọi đó là cung tiên phong, cung ổn định và cung linh hoạt. Thì mỗi nhà lửa đất khí nước nó sẽ có ba cung, thì ba cung này sẽ được xếp theo từng vị trí là tiên phong nè, ổn định hay là linh hoạt. Thì tiên phong lửa đó chính là bạch dương, ổn định lửa đó chính là sư tử, và linh hoạt lửa đó chính là cung nhân mã. Tương tự với cung hệ đất, tiên phong của đất đó chính là ma kết, ổn định của đất đó chính là kim ngưu, và cuối cùng là linh hoạt của đất đó chính là sử nữ. Tiếp theo đó là cung khí, tiên phong cung khí đương nhiên đó chính là thiên bình rồi, thiên bình. Và tiếp tục đó chính là cung ổn định khí, đó chính là cung bảo bình. Và cuối cùng đó là cung linh hoạt, đó chính là cung song tử. Và tiếp theo cuối cùng đó chính là cung khí, cung nước. Trời ơi, tôi cung khí hoài vậy, cung nước. Đầu tiên đó chính là cung tiên phong nước, mình có cung cự giải, cự giải ngang ngược. Chúng ta có cung ổn định nước, đó chính là cung thần nông hay còn gọi là cung bò cạp. Và cuối cùng là cung linh hoạt nước, đó chính là cung song ngư. Ok, những cái kiến thức này thì sẽ bổ sung thêm cho những cái bạn nào mà đang chuẩn bị học tarot nè, hoặc là sắp sửa học tarot này, nên các bạn cứ ghi chép một cách thoải mái. Và nếu mà các bạn cảm thấy là muốn đi làm thêm một số cái thông tin gì thì cứ ghi xuống phía dưới comment nha. Còn bây giờ thì cái clip của Đi đến đây cũng rất là dài rồi, cho nên là Đi sẽ dừng cái clip ở đây. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi Đi. Hồi nãy như lúc đầu Đi có nói rằng là mọi người nhớ coi tới cuối cùng, bởi vì sẽ có một cái điều bất ngờ. Thì điều bất ngờ đó là đây đây. Bây giờ mọi người hãy comment xuống ở phía dưới á, cái tên cung của bản thân mình, Cộng với cái 4, cộng với ngày tháng năm sinh, ví dụ như là bạn, ví dụ như Đi sinh ngày 30 tháng 9 năm 98 thì Đi sẽ ghi là 300998, thiên bình 300998. Các bạn chỉ cần comment như thế thôi. Và nếu bạn sinh ngày này thì bạn sinh ngay cung này thì bạn ghi xuống dưới đó. Đó, thì Đi sẽ chọn ra ba bạn bất kỳ may mắn để Đi sẽ gặp ba bạn đó. Ok. Nếu mà các bạn ở xa mà không có thể gặp Đi được á thì Đi sẽ gọi video call cho bạn. Để làm gì? Để chúng ta sẽ có một cái ván trải tarot để tìm hiểu về nhau, ván trải tarot để chúng ta tâm tình với nhau. Ok, còn bây giờ thì clip xin tạm dừng lại đây. Và cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã theo dõi kênh của Đi. Một số cái kênh trên như là fanpage nè, Instagram này thì nhớ theo dõi nha. Bởi vì Đi sẽ công bố cho những cái kênh này nữa đó, cho nên mọi người nhớ là theo dõi để có được kết quả sớm nhất nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong Đi Tarot tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. À mà trước quên nữa, Đi sẽ công bố cái giải thưởng này 5 ngày sau khi cái clip này được lên sóng. Ok, bye bye.